Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 4 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tại khu công nghiệp Hòa Khánh có đến 8 vụ với 8 người chết và 2 người bị thương. Số vụ tai nạn xảy ra chủ yếu tại đường số 4. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đường số 4, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, từ ngã ba đường Lạc Long Quân, Âu Cơ đến đường Mê Linh, có chiều dài khoảng 3 km. Là trục đường chính, vào giờ tan ca, lưu lượng phương tiện tham gia khá đông. Và về đêm, đường vắng, người điều khiển phương tiện thường chủ quan, thiếu quan sát, nên phần lớn tông bầu xe đổ đổ ven đường, gây tai nạn nghiêm trọng. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 28 tháng 3. Anh Lê Anh Vượng, quê Quảng Bình, điều khiển xe máy tông vào xe đầu kéo sơ mi rơ móc đổ ven đường. Hậu quả anh Vượng chết tại chỗ. Và liên tiếp sau đó, trong tháng 6 năm 2022, tại đường số 4 này đã xảy ra thêm 3 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, bị thương 1 người. Qua quá trình điều tra, ngoài việc thiếu quan sát của người tham gia giao thông thì còn nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ví như trường hợp đầu đổ xe, đầu tròn lon, tình trạng người uống rượu bia sai khi điều khiển phương tiện giao thông. Và nhiều tuyến đường thì hệ thống chiếu sóng là không đảm bảo. Bên cạnh đó là cái lượng người tại khu công nghiệp, khu nhà ở xã hội trong công nghiệp là gia tăng, dẫn đến là mật độ phương tiện trong giao thông trong công nghiệp rất đông. Đường xã đông người đi lại đường khu công nghiệp thì đề nghị sẽ làm những cái bảng giảm tốc độ để cho xe cộ nó giảm bớt cái tai nạn đi. Để giảm thiểu tai nạn, Ban An toàn giao thông của Liên Chiểu đã lắp biển báo cấm dừng đổ xe ban đêm, kiến nghị ban quản lý khu công nghiệp Hòa Khánh tăng cường điện chiếu sáng, tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Từ đó tai nạn giao thông gần đây có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, khi khu chung cư nhà ở xã hội, khu công nghiệp Hòa Khánh đưa vào sử dụng thì nhiều đường ngang được mở nối trực tiếp với đường số 4 nên nguy cơ tai nạn giao thông tăng gấp bội. Với các lối đi từ mở thì nội dung này thì liên quan đến cái đường số 4 là do ban quản lý các khu công nghiệp quản lý. Thì về phía quận cũng tiếp tục sẽ có những cái kiến nghị đối với lại ban quản lý các khu công nghiệp, cụ thể là đơn vị chủ đầu tư của chung cư để có cái giải pháp cụ thể trong thời gian đấy. Trước mắt, Ban An toàn giao thông của Liên Chiểu lắp đặt thêm biển cảnh báo và xây gờ giảm tốc độ tại các điểm giao nhau, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến để đề phòng tai nạn.